Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay miền Bắc và phía Bắc miền Trung sẽ bước vào một đợt mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong khi tại phía Nam, đặc biệt là các tỉnh thành miền Nam thì nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài. Ở miền Bắc, mưa tăng nhiều là do sóng lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m. Cục bộ sẽ có mưa to tại khu vực vùng núi phía Bắc, nên người dân cũng cần đề phòng nguy cơ xảy ra hiện tượng lũ quét và trượt lở đất đá khi mà mưa kéo dài. Còn về mức nhiệt, ở các tỉnh miền Bắc do có mưa nên mức nhiệt ngày sẽ không cao, toàn vùng phổ biến là dưới 31 độ, cả khu vực Bắc Bộ trời dịu mát. Sự xuất hiện của rãnh áp thấp và khối khí mát ở phía Bắc cũng làm cho khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ có mưa rào. Vùng ở phía Tây của khu vực tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có điểm mưa to và dông mạnh. Người dân cũng cần đề phòng với hiện tượng thời tiết nguy hiểm như trượt lở đất đá xảy ra vào chiều tối mùng 6 tháng 5 vừa qua tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Nhiệt độ tại đây không cao, phổ biến từ 31 đến 33 độ. Các tỉnh thành phố tại khu vực từ Quảng Bình trở vào tới Bình Thuận, ban ngày trời nắng nhưng cường độ thì không gắt, mức nhiệt cao 32 đến 35 độ, trời vẫn chỉ nắng nóng cục bộ. Ở phía Nam, khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng đã bước sang ngày thứ 40 liên tiếp, tức là vượt qua kỷ lục 36 ngày liên tiếp của năm 2016. Và hôm nay vẫn là một ngày nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất từ 34 cho tới 37 độ, có nơi còn cao hơn. Còn tại khu vực Tây Nguyên, ngưỡng nhiệt trong ngày cao từ 33 đến 35 độ. Trên biển, dưới tác động của khối không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông ở mức rải rác, tầm nhìn giảm xuống dưới 10 km, nguy cơ xảy ra tình trạng tố lốc và gió giật mạnh. Còn ở ngoài khơi, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 4. Với khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc đến Đông, cường độ cấp 3 cho tới cấp 4. Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thành miền Bắc chịu tác động của các hình thế gây mưa nên trời nhiều mây, mưa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày, nhưng lượng mưa khá, tập trung vào chiều tối và đêm. Do có mưa nên nhiệt độ duy trì mức mát mẻ, ngày đêm phổ biến đều dưới 30 độ. Trong khi đó, tại thành phố Đà Nẵng, hôm nay có xác suất xuất hiện mưa là nhỏ hơn 50%. Trong ngày trời có nắng với cường độ vừa phải, nền nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay ở mức cao 32-33 độ. Đến tối và đêm, nhiệt độ giảm về mức 26-27 độ, trời dịu mát. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành phía Nam, tình trạng nắng nóng diện rộng còn kéo dài, mưa chỉ xảy ra vài nơi và chiều tối với xác suất mưa thấp là dưới 45%. Từ sáng tới trưa chiều, trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày là 36 độ, trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 12 tới 15 giờ chiều. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong ngày hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh cường độ yếu và lệch về phía đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m có xu hướng hoạt động mạnh dần, mưa rông sẽ xuất hiện nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ trong một vài ngày tới. Riêng khu vực vùng núi sẽ có mưa vừa, mưa to diện rộng. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Người dân cần đề phòng hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm.
Do tình trạng thời tiết mưa dông là chủ đạo trong những ngày tới, nên nền nhiệt độ toàn khu vực này sẽ không cao. Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 28 cho tới 31 độ, có nơi cao hơn. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng là khoảng 22 đến 25 độ, có nơi thấp hơn. Với các tỉnh thành miền Trung, hình thế gây mưa phía Bắc cũng tác động gây mưa rải rác cho khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Còn lại có mưa vài nơi vào chiều tối. Nhiệt độ vì thế sẽ tăng dần từ Bắc vào đến Nam, đến các tỉnh Nam Trung Bộ có thể đạt mức 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn vào trưa chiều. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết 3 ngày tới phổ biến vẫn có nắng nhiều, mưa dông vài nơi xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và đêm. Tại Tây Nguyên, nắng nóng còn xuất hiện cục bộ với nhiệt độ ban ngày khoảng 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng diện rộng kéo dài với mức nhiệt độ cao nhất ngày là khoảng 33 cho tới 36 độ, có nơi sẽ còn cao hơn nữa. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa phổ biến không mưa, có gió đông đến đông bắc cường độ cấp 3 cho tới cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Tại khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa có thể xuất hiện mưa rào và dông khiến tầm nhìn xa giảm xuống còn khoảng 4 tới 10 km. Tàu thuyền hoạt động cần chú ý để đảm bảo an toàn. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 7 tháng 5 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.